ai da à, đọc căng ai da ôi phải dùng súng thôi ai da căng nhỉ, căn bản mình nặng quá các bạn ạ, nó đánh cho mình gãy xương luôn ạ. Hello, chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục cái series 7 Day to Die ở server quốc tế. Chào bạn, không biết là có cái gì mới không bạn? Kiểm tra lại xem có cái gì mình mua được không? Chả có gì. Có cái này mua cũng được, cái này dùng cho cái fork to. Mình chỉ muốn mua cái giống ngô sapper thôi, bây giờ là đang không mua được bởi vì nhiều người ta on quá. Có là người ta cũng mua. Ở trước mình mua thì mình đã bị mất 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 rồi. Thế đi rủ đi nằm tối này. Nhưng mà cậu ấy, em của mình, cậu ấy thấp nên nó cũng khó. Mà con xe máy này hình như là không chở được hai người thì phải. Con này mà chở được hai người thì ngon. Đang ở ở cách đây một một cây sáu cơ. Rủ đi buổi tối này thì cũng không ổn các bạn. Nếu mà mình chở bạn em mình đi được thì ok hơn. Ôi để sáng đi. Quan trọng gì? Đủ tích được 35.000 Gumball Coin thì reset lại thôi. Nói chung bây giờ cứ chơi đi, đến lúc mình có đủ đồ mình reset lại mà, nếu mà có chết nhiều quá. Sáng anh sẽ dẫn mình đi làm Q2 luôn, hai anh em mình đi. Kiếm tiền cho nó nhanh. Kiếm tiền kiếm đồ. Bán đồ laser á? Ở lobby á? Sao cái mic của em nó bé đấy, anh nghe chả rõ ấy. À ừ đúng rồi, còn cái phần loa đâu rồi? Kích chuột vào. Âm thanh đâu nhỉ? Đây đây, âm thanh thì dùng. Quên là trước anh cho nhỏ. Em ở lobby nó bán đồ laser á? Đối diện lobby nó có cái chợ, nó mở cái chợ để à, thì đấy đấy đi. Là cái lobby chứ còn gì nữa, cái chỗ đấy là cái chợ để bán ấy đấy, thì còn lobby là ở dưới nó có chứa đồ, nhưng mà cái chỗ lobby đấy là cái chỗ giao dịch mua bán. Đã có thằng nó cấp cao nó bán này, bán rồi đồ 60 luôn đấy, thì càng càng ngon. Ông nào mấy có... mấy thằng level 75 trở lên chắc là nó chế được đồ đấy rồi. 82 thì mấy bọn này thì nó lạp các thứ, nó đi nó giết zoom thì nó kệ nó thôi, nó chơi thế nào kệ nó. Ăn mười mấy nghìn tiền ảo ấy trường. Mười mấy nghìn tiền, bây giờ mình đi đào cái kho báu thì mình mua ngay, nhưng mà mình mua cần thiết chứ còn cái nào đắt mình mua làm gì. Mười mấy nghìn tiền thì bây giờ nó đắt thì chứ còn anh nói em vài hôm nữa thì mười mấy nghìn tiền có gì khó à. Mới vài hôm nữa thì chắc chẳng cần phải mua. vài trăm nghìn tiền không, vài hôm nữa em làm sao mà em có được, em làm sao mà em lên được cấp 60. Em phải chơi cả tuần. Bọn nó thì bây giờ bọn nó ví dụ nó on thường xuyên nhá, xong bắt đầu nó có súng ống thì nó cứ vã zoom liên tục thì nó trả lên cấp cao. Hai là nó nạp thẻ thì nó mua được đồ, hoặc là có những cái đồ tăng xếp các thứ nó thích nó ép được ấy. Nó không phải no chế đạn. Trong chợ lobby đi bán cái đồ tăng XP đấy. Bạn bao nhiêu chai loại? Đâu, cái đấy là trừ XP. Em nắp vào ấy là nó sẽ trừ XP đi đấy. Nắp vào các cái đồ mining ấy. Không, em thấy cái đồ uống mà. Đồ uống à, tăng đồ XP. Uống. Đồ uống thì nó làm gì? Mua thì có tiền thì mua. Đấy, chắc là nó mua ở đấy về nó búp nó đi giết zom. Quan trọng thì nó chơi kệ nó chơi nào kệ nó, càng lên cao thì nó quan trọng là nó có cái bay đẹp không. Mình chơi theo cách của mình chơi
Ok. Anh bây giờ anh đang làm Q2, nói chung là làm đến tầm Q3 là ổn. Ui giời, sập à? Sập ạ. Đấy. Chỗ này không ổn nhá. May mà mình không sập xuống ấy, sập xuống là lại mệt. Không có chắc lắm đâu các bạn. Đây này, chỗ này là sập nhá. Thôi sập thì mình chơi cái kiểu này bẫy nhau thế. Tối mà sập xong bắt đầu bị zoom nó quay cho là vỡ mồm, chứ không phải đơn giản. Bởi vì mình đi mình chỉ nhớ những cái map cao cao, mấy cái map mà cùi cùi này mình có còn để ý không. Đây, tốt nhất là cứ nấp vào cho nó. Rồi bây giờ đi lên trên trên tầng hay là đi xuống dưới nhà? Đây là dưới nhà đúng mình vừa ấy rồi, xong mình sẽ đi lên tầng xem cái máy giặt này có cái quần áo giày dép gì không. À, có cái kim chỉ cũng được, mình sẽ đi ngắn nút một tí. Đấy, có một cục bé nằm xuống. Ai à, có thằng nó dậy ra ngay chân ạ. Thằng hơi đông rồi nhá. Ui giời, từ từ đã, mình sẽ ra đây. Ui giời, bình tĩnh thôi. Ấy là kêu vũ cùng tương bai thôi, buộc phải rút súng thôi, nhưng mà cũng chỉ bắn một hai viên thôi. Đi nữa nút, nhưng mà mình bắn thằng kia chết nên là bọn này động luôn ạ. À, không biết là nó ở đâu. Đây, nó ở đây ạ. Mình đang không biết zoom nó ở đâu. Đấy, con béo béo này phải phải chặn rồi. Con này nó khá khỏe nhé các bạn, có khả năng khạc nhổ đờm mà, khạc nhổ đờm mà. 300 máu à, 300 300 300 300 300 này, có khả năng tự sát nữa. Đâu không biết là zoom nó ở cửa nào. Không biết nó là cửa nào, chắc là có thằng nó đang ở dưới nhà nó phá, các bạn biết ngay mà. Ô kìa, chỗ này không được ạ. Má này, ở Mỹ. Nào đi vào đây xem nào. Không có ai. Ôi, không cho mày dậy, không cho mày dậy, không cho mày dậy. Ây, chém. Vẫn bị cho nó cho ăn một đòn. Được cái bây giờ mình nhiều máu, mình sợ gì. Cái màu đỏ này cần nhá. Mình sẽ tách ra lấy màu đỏ này về để chế cái màu đen. Phá cái này đi. Farm thế này. Em được reset lại nhân vật à? Đâu, em chơi lít khác, lít kia của em không vào được. Có nghĩa em vẫn là cái ác Steam á, nhưng mà tạo một nhân vật khác cái gì? Không, lấy tài khoản Steam thôi. Kinh. Của ai? Của em rồi. Hai tài khoản Steam. Em mấy cái? Vãi. Đại gia đi. Cái đợt mà bọn nó bán Steam đấy, bán rẻ đấy, đấy. Thế thì vào được trang web kia rồi gì? Vâng rồi, Đấy. không có tiền mua. Ừ thì cứ phải on, phải làm nhiệm vụ gì. Có một cái búa steel này, em có dùng, thích dùng không? Em dùng đang dùng cung. Búa em có điểm Tamila đâu mà dùng. Ừ. Tamila em còn có 90 mấy. Gõ hai cái để hết Tamila. Cái Ừ đấy, anh cũng chả bao giờ anh dùng cái đấy. đấy nó đam cao nhưng mà nó tốn Tamila lắm. Nặng. Anh không thích gọi là làm đồ tẻ, chơi phải lén lút ngon, có cái mút mốt trừ
À, hồi máu. À đây lại còn nhặt được hai cái pát shotgun ạ. Anh có khẩu shotgun đấy, kẹo đưa anh cho. Vừa làm nhiệm vụ được. Lúc đến lúc mình chế được gì thì lại lại làm nhiệm vụ ra. Thế đời nó vậy. Cái này tăng giáp này, thứ nhất là cái này mình sẽ nắp vào. Ô kìa. Dao đâu rồi? Ui. Đang sửa chữa. Ý. Đây, nắp cái mốt vào. Cho luôn cái màu đỏ vào. Cho nó máu me. Cái si tiêu này mình sẽ về mình bán thôi. Bán được 100 tiền. Nói chung là em có mấy trăm hoặc 1-2 nghìn ấy thì em mua, em để em mua đạn shotgun cũng được, em bắn được đấy. Vâng. Anh bây giờ anh còn chưa cần phải chế đạn cơ, bởi vì là nó có cái đấy thì mình cứ cứ dùng, quan trọng mình dùng bây giờ thôi. Đến lúc mình chế được ấy thì mình thiếu gì, nhưng mà nó hỗ trợ mình lúc đầu thì là ngon. Mình sẽ có nhiều thời gian mình làm việc khác, mình đi làm quy, mình đi làm việc khác, chứ còn bây giờ mà lại no làm đủ các thứ linh tinh thì nó. Ơ, zoom ở đâu? Zoom ở đâu ấy nhỉ? Ơ, nghe cái tiếng sốt hết cả ruột. À đây đây đây. Bọn zoom ở ngoài thì nó vào nhà các bạn. Kìa, hai con ạ. Hai con, hai con, hai con ạ. Cụt đầu. Láo. À, zoom chắc ở dưới này rồi. À kìa, dám leo lên ạ. Chỗ này cũng chả còn cái gì. Xong nhiệm vụ đi về thôi. Cái này là chế xe nha các bạn. Cái này học được, coi mình đỡ sợ mất một skill. Ok luôn. Đấy, về trả nhiệm vụ bây giờ anh làm cả ngày cả đêm rồi, chả có vấn đề gì cả. À, mình sẽ vừa vừa clear vừa lấy túi cho nó tăng XP. Hiện tại đang có 4.000 tiền. Ăn thêm một bát súp. Ngon luôn. Cứ mua là đồ ăn về nấu thôi em ạ. Tiếp theo là anh sẽ học farmer đấy. Bởi vì học farmer để mình còn chế đạn coil sớm. Đấy, cứ cứ ba cái, nếu mà chơi từ đầu, nếu mà không có ai thì tốt nhất là cứ học cái mechanic đầu tiên để chế được cái xe sớm. Bây giờ mấy anh em mới có xe thôi, nhiều ông không biết chơi, ông ấy ông chế cái mini bike em ạ. Phải trưởng mini bike thì chế cái xe Thì nó này. hơn xe đạp tí, Ừ, không mà biết nó chậm. Con chậm. xe địa hình này chơi đến cuối game được luôn. Đi nó không ấy, chỉ cần nắp cái mốt speed nữa là xong. Ok, vào đây. Farm hết cái da này các tranh thủ. Nói chung là những cái gì cần các bạn chơi quen thì các bạn sẽ farm. Mất một tí thời gian thôi, sau mình chế cái gì cũng dễ, mình có đủ đồ rồi. Ok, bây giờ mình nút lên đồ level cũng khá là nhanh nhé. Đấy. Cái này thích thì mình vặn được. Thành kẻ sát thủ kìa, chắc là Việt Nam à? Chào Thành. Chắc thế, chắc thế. Cái gì mới có tên Việt Nam. Ấy à, đây ấy à, và ai trưởng thi thành sát thủ. Không biết ai nước ngoài hay là ta mà. À thôi kệ. Úi giời, một đống ạ. Tôi đông nào. Không, tôi đông nào.
một con zoom mình cứ ở chỗ này không biết có không. Đấy, có một anh béo ạ. Xử lý nhanh gọn. Không, thằng kia nó ra. Đâu? Thằng nào kêu gào ầm ĩ đâu? Ra đây. Trèo vào đấy ạ, trèo vào đấy ạ, trèo vào ướng ạ. Cái gì kìa? Bọn Tây nó lịch sự phết. Lúc đấy anh vất cho một thằng cậu ít đồ. Thế là nó không nhận, nó không nhặt. Xong rồi mình chắt nhầm tiếng Anh, mình kêu là for me. For me là của tôi. Thế mình phải ghi là for you thì lúc đấy nó mới nhận nhá. Hài. Đây khá đông zoom. Ra đây. Nó lại đang phá cái kia. Đây rồi, hàng tới, hàng tới. Mì ăn tới rồi. Lẩu Thái có rồi. Chém phát cụt đầu luôn. À chưa cụt nhưng mà chết vì mất máu ạ. Hay là bắn vào cái chân của nó mà khó. Bắn vào cái chân thôi. Đau không? Đau à. Đấy. Bắn vào chân xong mà bị thương xong mà cúi xuống ạ à, các bạn ạ. Như đúng rồi, zoom bay. Zoom bay như đúng rồi. Dẹo chân ạ. À. Vỡ đầu rồi, mình không kịp bắn ạ. À. Bắn vào chân thôi. Đau không? Rồi. Easy quá nhỉ. Đây rồi. À, cái này mình à, nhưng mà mình vẫn phải tìm giết hết bọn zoom ạ. À. Đặt tạm một cái gọi là cho có thôi, mình sẽ đeo cái kính nút vào. Em có kính nút chưa? Em chưa. Kẹo nữa về nhà anh vứt cho. Anh có hai cái mà. Nó nút 5 thôi nhưng mà giai đoạn đầu rồi cũng là quý rồi. Đây một đống súng đạn. Ok. Đây mình sẽ vặn cái guốc ben này để lấy thêm ít sắt. Sớm chế cho cậu em luôn cái xe máy cho nó đi cho nó tiện. Ai là thỉnh để đồ các thứ nó cũng ok các bạn. Cho nên là có xe máy càng sớm càng tốt. Đỡ phải chạy bộ, đỡ phải tốn mà ra hào. À. Mất một công, cái này được cái nó rất là dễ là mất một tí công. À, đi nút xăng mà dùng cũng không tốn. Con xe này dùng không tốn nhá. Chế con xe khác là dùng rất tốn luôn. Con xe mà trông hầm hố ấy, con đấy là dùng rất tốt. Đây, được quyển sách không? Đây, được sách nhá. Mình chế tạo được cái steel, cái cuốc steel này cũng được. Mình có thể học. Đấy. Cuốc steel à? À, để đi cuốc đá, cuốc liếc thì cũng khá là ổn. Thì mình sẽ chế được, mình đang thiếu steel đúng không? À nhưng mà hình như đâu, mình xem nào. Cái cuốc steel này xem nào. À nhưng mà cũng không chế được các bạn ạ, vẫn cứ phải tăng điểm. Đấy, nguyên tắc đó là vậy. Nếu mà lúc đầu mình chưa học cái Laborer thì là mình chế được, chứ còn bây giờ là mình không chế được, mình phải tăng cái Hammer Fork này lên. Thế mẹ. À cái này à. Mở thôi, nó pick thì nó là nghề của mình rồi. Quá đơn giản. Ây à. Anh cứ làm nhiệm vụ trước nhá. Em đi ra ngoài một tí việc nhá. Ừ cứ đi đi. Lúc nào on thì on. Lúc nào đi được thì nhắn thì để anh chờ. Ây à. À auto à. Sao lại thế? Sao tự dưng lại bị nát à? Nó auto ạ. Bó tay. Mình mở không được. Đây đèn đóm các thứ lại có rồi. Có hai cái mốt nữa. Thôi tạm. Cũng được. Cái này nó cũng tăng độ bền này. Đây mình sẽ nắp cái này này tăng độ bền cho cái này vừa tăng đam lên luôn. Rồi cái tay này. Cái tay này xem nào. Đấy. Cái tay này thì nó. Tay da này thì lại bị trừ stamina cho nên mình không dùng. Mình sẽ hủy đi. Cái này xịn hơn tí.
Ok. Xịn hơn thì thay thôi. Rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ nắp vào cái mốt vào cái áo các bạn. Đấy, được thêm một slot nữa. Giai đoạn đầu như thế cũng là quan trọng. Rồi. Đeo cái kính vào. Học luôn cái skill xe này mình đỡ phải tăng. Đấy, ok ngon rồi. Hủy cái này đi. Cái súng này thì nắp được không? Không nắp được ạ. Cái mốt này không nắp được, nắp cho súng khác. Rồi, lên trên tìm và giết nốt zoom thôi. Cái bao xi măng này cũng khá là cần thiết. Mình sẽ xúc để chế một ít xi măng các bạn. Chế cái mít xi để tăng mình sẽ up cái bay cho nó cứng lên một chút. Rồi. Cũng tăng cái điểm mining mà. Lên trên đây tìm cái túi trước đã. Giờ. Cà phê. Không có. Xúc xiếc này. Tranh thủ vặn mấy cái này đi cũng được các bạn. Bởi vì cái này sau mình sẽ cần chế nhiều thứ. Bây giờ mình tranh thủ vặn. Vặn tạm thôi chứ còn à, quên mất mình chơi bằng chuột phải nhanh hơn nhé các bạn. Chuột phải nó cũng vậy mà, nhưng mà mình thấy nó nhanh hơn. Vặn vặn nhỏ còn tầng trên nữa không nhỉ, cách 78 ở đâu rồi? Chắc ở đây à, hay à, thôi đây thằng này thì cứ bình tĩnh chém 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 yếu thôi, nhưng mà mình cứ cẩn thận ấy mà. Ồ nó ở bên đây. Ây da, ở đây nữa, đây có cái màu đỏ cũng được. Mình chắc mình dùng cái này mình phá còn nhanh hơn. Đấy, hai phát là xong. Ở đây có ấy không nhỉ? Có zoom, à đây này có bạn bạn zoom đây. Vỡ sọ, ô kìa. Vỡ, ô kìa. Buộc phải bắn vào người à? Không bắn được vào đầu ạ. Không, mà thằng này nó tự sát đấy. Không chém nó nhanh, nó tự sát. Đấy, mình thử bắn ở đây xem có không. Không có thì thôi. À đây có chứ. À thằng này bị giết rồi à? Lựu đạn này. Cái này hủy đi. Vẫn chưa clear hết các bạn. Đây có hàng. 200 máu thì một phát vào đầu chết thôi. Còn một con ở trên, ok. Ở trên trên nóc cho nên ở đây không có. Lên trên nhà. Bắt con gà. Cái này đeo kính nút vào cũng được nhưng mà thôi cũng chưa chưa cần. Mất thời gian. Đấy mình loot cũng nên nghe vào nhé các bạn. Cho nên là phải làm hết. Hiện tại là nó bảo mình phải lên trên, bây giờ mình đang đi đường nào lên trên? Ra ngoài này nhảy lên à? À đây ở đây có thể nhảy lên rồi. À không không lên nữa. Thôi không xem đi đi. 1 2 3 4 5
Rồi. Thích nên trên thì lên thôi. Đây gì? Đây có hàng. Mình bắn xuyên qua cái này luôn. Nam tướng vẫn có hàng ở tiếp. Nằm xuống đã xong, vào trong đây xem có cái bao xi măng không. Đây mình sẽ xúc bao mỗi bao xi măng thôi, cái này xúc thì cũng cũng được nhưng mà nó không được nhiều lắm. Đấy, bao xi măng này đấy. Khó khó chiến hơn. Đây tiện. Rồi đi về. Giai đoạn đầu đây thì cũng chỉ làm nhiệm vụ mấy cái nhiệm vụ cơ bản này để cho nó up lên level 3 thôi các bạn. Vì lên level 3 thì nó khá là ngon. Server đang hơi lag các bạn, không biết là có bao nhiêu người. Giai đoạn đầu. Ok, có một cái gì ngon hơn. Một cái mô tô này, cái này thì cũng không không cần thiết bây giờ lắm, mình sẽ lấy cái dìu đi. Dìu để đi chặt cây cho nó nuột hơn. Bây giờ toàn nhiệm vụ clear thôi. Đây clear. Ok. Ôi tôi chết, cái xe đâu rồi? Ôi rồi xe nó lại nát ở ở kia rồi, ở trên đờ rồi các bạn. Thế cho nên bây giờ mình đi cũng phải rất cẩn thận. Rồi đi vào đây đã, nhận nhiệm vụ. Chỗ này cũng khá ngon, có mấy cái sách. Chưa thấy zoom đâu. À kia rồi. Đây có mấy cái nhà sách, à có mấy cái túi sách mà lại đang chưa có cái ngon ngon. Ơ. À nó đứng ở đây ạ. Ui con này chạy nhanh thế. Con này chạy nhanh, chạy chạy nhanh ạ. Chạy nhanh vãi. Lại xách shotgun. À, mình sẽ ăn thôi, phải ăn thôi các bạn. Cái tình hình này không ăn không được. Mà ăn mấy cái bát này thì nó tăng cả mana luôn. À tăng cả nước luôn chứ. Đây hủy đi. Đấy. Anh vào gạ đòn thôi. Ra đây. Chạy nhanh nha các bạn. Đến giai đoạn rồi. Ơ. Ra đây cơ mà. Thằng này. Thằng này. Đập cái gì? Đập cái gì? Đập cái gì? Đâu rồi, thằng Zoom đâu rồi? Đấy. Dụ nó ra đây ạ. Đây, ra đây. Ra đây sẽ được chém. Nó sẽ hơi lag một xíu cho nên là mình chơi phải cẩn thận một tí các bạn ạ. Chỗ này chắc là có một con Zoom này. Nhớ không lầm là có mình có một con Zoom béo béo ở đây. Chỗ này là phải phá khóa ở đây. Đúng không? Chưa thấy. Rồi mình sẽ đút sách đã. Súng ống các thứ này. Học thêm được một cái class nữa là ngon thôi các bạn. Có một con thôi. Ra đây. Có một con thôi. Ok. Cứ từ từ đi. Đấy.
Ngon. Có thêm ít đạn shotgun. Mình vặn luôn. 2 3 4. Đây cái điện này chém luôn. Ở đây là có mấy con nhé các bạn. Ai da. À, đọc căng. Ai da. Ôi phải dùng súng thôi. Ai da. Căng nhỉ. Căng là mình nặng quá các bạn ạ. Nó đánh cho mình gãy xương luôn ạ. Tự dưng nó chạy nhanh xong rồi mình bị nặng quá mình không xử lý kịp. Cú thật. Chẳng lẽ cứ dùng súng bắn cho nó nhanh đấy các bạn. Giờ đi không thích súng đạn mình nhiều mà chắc mình phải dùng súng nhưng mà không dùng dao nữa. Tự dưng có một con chạy nhanh mình chạy ra lại không được. Nói chung là chạy chậm là không ổn các bạn ạ. Chạy rất chậm luôn. Không nên vác lặng. Vác lặng quá nguy hiểm. Đấy mình sẽ ra đây. Từ khi là chặn được block thì mình sẽ dùng dao đi nhé các bạn. Còn không là cứ phải rút súng ra mà bắn thôi. Súng đạn mình có mình khổ làm gì. Ok. Bị nó đánh cho nứt xương 6 giờ. Cái này thì chữa dễ thôi. Đây có một con ở đây. Lên đây. Chém cụt đầu luôn. À, cái hòm nó cũng ở dưới này luôn cho nên là mình xuống dưới luôn. Mất khá nhiều máu ạ. Bị thương ở tay. À mình sẽ đeo cái lút vào quên mất. Đấy. Phá hết các hòm này đi. Quả xử lý quá cồng kềnh. Mình tính là mình nhảy lên rồi nhưng mà căn bản chạy chậm quá không nhảy kịp. Thế mất oan tí máu. Cái này hết rồi. Nốt cái này nữa xong về. Úi giời ngon luôn. Lại được hai bát sơn hào hải vị. Tiếp. Ngon. Thôi cứ được thức ăn nước uống là tạm rồi. Không được cái gì ạ. Phá cái này đi. À mình sẽ tele về một. Tele về lấy xe. Xong mình sẽ qua lobby các bạn. Ô quên mất. Cái này này. Không quên mất không farm. Đây tele về đây đi. À, đạn thì mình đang hiện tại không cần lắm nhé. Cái dìu này thì cũng khá là ổn nhưng mà mình không cần lắm. Mình sẽ lấy cái này đi. Đạn 19 viên này. Đạn mua rẻ mà cho nên cũng không quan trọng lắm. Đấy. Ô cái xe của mình đâu? Xe của mình ở đằng trước đây. Đâu nhỉ? Ôi tôi chết, xe đâu? Mất xe rồi. Bó tay ạ, à, mất cái xe máy ạ. À. Thế mới cày. À đây rồi. Một lúc là nó sẽ hiện các bạn ạ. Không mất, may quá. Do mình tele cho nên là nó mới mất cái ấy thôi. Bây giờ mình sẽ về lobby các bạn. Để mình xem tình hình là nó có những cái mặt hàng gì hay là mình còn về nhà mình cất đồ nữa. Chứ đi như thế này bắt đầu zoom nó mạnh rồi nó khá là nguy hiểm. Nếu mà nó đánh mình gãy tay gãy chân là mình mất rất nhiều thời gian để
hồi phục nữa. Cứ vào đây ra xem các bạn bán cái gì. Lúc nào mình lên thì mình cũng sẽ đây. Ui rồi, 13.000 tiền cái Pacma này. Kiếm laser ạ. Nói chung là người ta loot được một đống đồ như các bạn, súng auto shotgun này. Cái baton này, Pacma này cũng khá là mạnh. Nhưng mình cần, mình không cần cái đấy. Đây này, cần là cần cái này này các bạn này. Cái này thì có ấy là cái auger titanium này, nó bán chát thế. Mình cần con dao titanium cơ. Kiếm này mình không cần. Kiếm bán 20.000, bán bao nhiêu? Lợi tức này không biết là mấy trăm phần trăm. À, quá chát. Thực ra những cái này các bạn mua cái càng level thấp càng tốt. Không cần phải mua cái cao. Ôi, nói chung là bán cái này chả ai mua tạm thời, chắc chỉ có mấy ông ấy mua. Đây cái này có thể mua là 4.500 thì cũng hơi chát. Đây nó trừ 40%. Đấy mình xem có cái gì mua. Đây cái mua cái này 50 năm này. Nhưng mà hiện tại mình có rồi cho nên mình chả cần. Big Fork. Cái auger này cần nhé các bạn. Nhưng mà hiện tại đang bán 4.800. Ôi ok, mình cần thiết thì mình đi đào kho báu thôi. Đấy thì có xem có cái gì gọi là bán được không. Thì hiện tại là chỉ có một hai người bán thôi. Đồ cũng khá giá trị. Còn đâu là toàn vớ vẩn thôi. Đây mình sẽ xem nốt ra mấy cái bạn đây. Cái này xem chưa nhỉ. Đây thì bán những cái vớ vẩn thôi, không có cái gì đặc sắc cả. Ok. Xem bạn này. À, cái bạn Vakiti này là cũng hay hay chơi để mình gặp mà nhiều server. Server này chắc vẫn đang chơi. Ok, hết rồi. Rồi, thôi đi về. Đi về thôi các bạn. Còn 10 min thôi. Ok, nó gọi là bị sức tay sức chân nhẹ. Đấy, mình sẽ đi đào kho báu xem nó ở đâu. Bởi vì giai đoạn này là mình cần có tiền để có thể mua những cái đồ cao cấp. Một số bạn top bạn ấy bán hàng hay đồ laser ấy. Nhưng mà mình cần mua cái con dao titanium cơ. Anh ở gần nhà chưa được. Anh đang đi đào kho báu ở trong thành phố. Chắc anh đào vài cái đó. Em cứ làm quy linh tinh đi, có xong không thì về lấy súng thì lấy. Lấy súng đi cho nó an toàn. Chắc nó ở bên cánh phải rồi. Nhành gãy phết đi. Nói chung là mình cũng không cần phải tăng điểm. Ấy da. Từ nãy mà không dùng nốt pick có khi là xong rồi đấy. Chắc ở đây. Lock pick nó mở kiểu mới hay là vẫn mở kiểu auto? Đâu mở kiểu mới, mở bằng tay. Mới dễ mở hơn mà. Em thấy nó dễ mở hơn cái kiểu auto, cái auto kia hay bị xịt. Thì đương nhiên rồi. Có nghĩa là mất công dò thôi. Ok. Ôi giời ơi, được mốt thôi, được một đống mốt cũng khá ngon. Được 20 bạc, bán được 5 vàng, bán được ít tiền. Thôi cũng được. À, mình sẽ cho vào cái này, cái mốt nó mốt mốt. Cho vào cái rìu này. Cho vào cái rìu này thì chặt cây nó đỡ đỡ tốn. Mốt giáp à, mình thay cái này đi. Mình còn có hai cái mốt giáp. Cái mũ này thì không. Đây có mốt giáp rồi. Găng tay có cái này rồi. Nói chung là không. Không có cái nào lắp được. Vàng này thì bán được 700 tiền. Bạc bán được bao nhiêu tiền? 20 bạc bán được 1.000. Không ăn thua. Ôi đi về. Đấy về nhà anh đi anh ấy cho. Vâng. Server nó đang khá là đông bởi vì nó mới mở cho nên là nó khá là đông.
mới reset lại khá là đông. Ok.